Ồ, thấy cái lăng không? Đây. Chưa. Đang làm hấp. Thấy không? Thấy không? Trời ơi. Các bạn. Ê, sắc lát. Rồi. Mà đây, tôi rỉ xuống đất luôn rồi bạn. Xíu nó xảy lại. Nhiều luôn. Thế là các bạn. Cái lần kia. Không được à, không được lớn lắm các bạn. Căn này dính đấy các bạn này. Ủa, dính cái lăng bự các bạn ơi. Cái này. Ồ, thấy chưa? Cái lăng bự không? Đừng xảy ngang, đừng xảy ngang. Này, đây. Đây này các bạn ơi. Ừ, cái lăng. Nè. Thấy chưa, thấy cái lăng đã chưa? Trời ơi. Đó, nè. Bạn, nè. Giờ ươm luôn. Quá đá, quá đá. Vô. Tầng này dính cá nữa các bạn này. Đây, dính cái lăng này. Còn cái lăng này to nữa các bạn. Đó, thấy không, thấy không? Đó, thấy cái lăng đã. Để mình gỡ luôn các bạn ơi. Nghe nó kêu đã. Thấy không? Cái lăng này con này. Nhìn dính sắc lát cườm này các bạn này. Cái này dính sắc lát này bạn. Đây. Sắc lát cườm nhỏ các bạn ơi. Đem xuống các bạn ơi. Ừ, khó đi lắm các bạn ơi. Đây, đó, các bạn thấy cái sắc lưu ha. Nè. Ha. Gần cháy các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Đó, thôi, sắc lát nè. Thấy sắc lát không? Sắc lát cườm các bạn. Quá đá, quá đá. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bỏ vô thùng này. Đó. Tiếp tục. Nước đang lên các bạn ơi. Những cái lăng nữa các bạn ơi. Ủa, cái lăng nó to. Cái này kéo vào đó. Kéo không? Đó. Chưa. Nè. Lăng, lăng khủng. Đó. Ừ, to luôn các bạn. Nè. Thấy không? Quá đá, quá đá. Những cái lăng nữa các bạn này.
Đó, thấy nó kéo không? Đó, cái lằn này. Đó, 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 đã. Đó, thấy nó đù dần. Ừ, dần, dần hươm luôn các bạn ơi. Cái này nhớ này. Chưa, thấy gì chưa? Đó. Kêu cái gì? Kêu cái gì đây? Đừng chăm à. Nè, đó nha các bạn. Cần ta dính con cá tràng các bạn ơi. Hồi nãy giờ mới dính được con cá tràng này các bạn. Một lần dính con cá lăng xong, giờ mới dính được con cá tràng này các bạn ơi. Mấy cái tàn này. Cái này cũng được các bạn ơi. Càng ta dính cá tiếp các bạn ơi. Không biết cá gì là mà kéo dữ chắn bây giờ. Cái lăng, cái lăng. Cái lăng nữa các bạn ơi. Đây, cái lăng. Đây. Cái lăng này các bạn ơi. Chiều, vô đây còn kêu gì nữa. Cái răng này tiệm các bạn. Dần khèo luôn các bạn ơi. Cần dính cái lăng nữa này các bạn ơi. Đây, 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 đây. Cái lăng dần khèo luôn các bạn ơi. Đây nè. Đấy ạ. Ừ, trái. Gì vậy? Gì mà trái gì vậy? Trời ơi, từ thằng trái luôn đó. Qua đã, qua đã, qua đã. Nè, đã. Vô thùng. Là những cái lăng nữa các bạn ơi. Nè. Nó tèo có mỏ lên luôn các bạn. Thấy chưa? Thấy cái lăng chưa? Quá trời cái lăng luôn các bạn ơi. Thả chưa? Này dính cá mà nó kéo dữ nữa các bạn ơi. Cái lăng các bạn ơi. Cái lăng. Mình mở cái thùng ra. À, các bạn thấy cái lăng không? Ui, cái lăng khủng này. Ê. Nó thấy ăn. Thấy đã chưa? Wow. Ê, thấy cái lăng chưa? Ui, trời con to này. Ê, thấy to chưa? Đã chưa các bạn? Nè, thấy thấy chưa? Ê. Tiếp tục chín cá này các bạn ơi. Em cái lăng đây các bạn. Đây, cái lăng này các bạn ơi. Đây. Lăng. Đây các bạn ơi. Lăng đẹp đẹp không các bạn ơi. Nè. Nè, cái lăng. Vào thùng thôi. Tiếp tục các bạn ơi.
Đây. Chín nữa nha. Cần là chín nữa các bạn ơi. Nó kéo này. Bạn thấy nó kéo không? Đó. Cái lăng đó các bạn ơi. Mình dỡ cái thùng ra trước các bạn. Như là dưới nước các bạn ơi. Ồ, thấy nó quẩy ghê không? Vô. Không uổng công mình phát lửa các bạn ơi. Đó, được hai con rồi các bạn. Đây. Thấy không? Hai con rồi đó. Tiếp tục các bạn ơi. Cái này chính cái lăng các bạn ơi. Các bạn. Ê. Đó, thấy cái lăng không các bạn? Ê. Cái lăng. Ồ, thấy không? Đã chưa? Vào đây. Thêm một chú cái lăng nữa. Đó, các bạn thấy này. Đó. Này. Trời, nó mất rượt luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục cắm mồi các bạn ơi. Mưa, trời đang mưa các bạn ơi. Mưa râm râm rồi. Biết trời mưa vậy cá nó đi rồi, nó ăn không các bạn? Rồi, tiếp tục các bạn. Đang cặn nữa đây. Mình thả ra đây để bắt cái tràng á. Cái gì đây? Trời, gạch trắng các bạn ơi. Nè, mày dinh đấy chứ. Đó ha. Tại mày dinh mà ăn có mồi có rùa nữa ta. Mày dinh mày gì cũng bắt luôn các bạn ơi. Có cá là may lắm rồi. Kính rồi, chạy đâu. Rồi, mày dinh đi. Mất rượt luôn. Đây. Tưởng là cái lăng đó rồi chứ không mày dinh đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.